Đúng rồi. Sau khi đưa ống thuốc đó cho bác sĩ kết luận là cho ống thuốc đó là chất kích thích. Vậy bé Lành nó có nói ai bỏ không anh? Nó không có nói. Hình như là có ai hù dọa nó cái gì á, cho nên nó không dám nói gì hết á. À, tội nghiệp. Thôi, đừng có hỏi nó hay ép nó bất cứ điều gì nữa. Con nít mà anh. Ừ, anh biết rồi. Cho nên đâu có ai dám hỏi nó cái gì đâu. Theo anh thì ai? Đêm đó Tí Anh nó ngồi uống rượu có một mình à? Có em. Hôm đó là có em ở bên đó. Em có thấy ai lảng vảng xung quanh nhà mình không? Không. Đêm xuống em cũng sợ lắm. Ở trong nhà chờ anh thôi à, không có ra bên ngoài. Ai ta? Ai bày ra cái trò này ta? Mà làm vậy để làm cái gì? Nó là trò đùa hay là ta có ý đồ gì khác? Trời đất, anh mới đi ruộng về hả? À. Trời, cá lóc bự ghê. An có còn giận tôi không? Thôi, anh đừng có nhắc chuyện này lại nữa, được không? À, nhưng mà thiệt tình mà nói thì tôi tức lắm. Tôi không biết sao người ta lại hại tôi như vậy. Tôi có làm gì đâu mà người ta lại hại tôi cách tiểu nhân bỉ ổi như vậy chứ. Mà không biết nó làm vậy có ích lợi gì cho nó nữa. Mà nói thì nói chứ hôm rày bé Lành nó có nhắc lại chuyện đó không em? Nó cứ im lặng nên em cũng không hỏi. Ờ, mà dạo này đêm ngủ nó hay mơ, giật mình rồi còn hét lên nữa. Vậy hả? Ừ. Nếu vậy thôi mình cũng đừng nhắc chuyện đó nữa, làm cho nó sợ hãi. Em tính á, ngày mai em chở nó ra bệnh viện để khám thử coi sao. Ờ, đúng rồi đó. Không ấy, mai tôi qua chở An đi nha. Ờ, thôi khỏi, em tự đi một mình được mà. À, An nè, có khi nào An nghĩ cái người làm ra chuyện này là... Ờ, à, thôi. À, để em vô em làm cá. Bây giờ điều cần thiết là người thân trong gia đình phải thường xuyên quan tâm chuyện trò với bé, phải nhẫn nại và kiên trì vì trong thời gian ngắn khó có được kết quả như mong muốn. Bé cần có khoảng thời gian dài để thích nghi mới hòa nhập được. Lưu ý tuyệt đối tránh những lời nói hay những hình ảnh gây cho bé giật mình hoặc sợ hãi. Lành, con nghe mẹ nói nè, gia đình mình á là có 4 người, có bà nội nè, có ba nè, có má nè, rồi có bé Lành nữa. Con phải biết là phải biết gọi bà nội nha, gọi ba, gọi má đúng không? Đâu con gọi bà nội cho má nghe thử coi. Gọi bà nội đi con. Gọi bà nội nè, hoặc là con gọi ba, hay là con gọi má đi. Nhớ mẹ nói không? Gọi má đi nè. Gọi má đi. Vậy thôi gọi ba đi. Mai mốt ba về gọi ba. Hay là con gọi bà nội. Gọi bà nội. Nè sáng mai thức dậy cái gặp bà nội, con nói là chào bà nội ha. Bà nội sẽ vui lắm á. Đúng không? Gia đình mình là có 4 người. À không, có 5 người chứ. Thêm cả em nữa nè. Còn không thì con gọi em con đi. Ừ, con hay nói chuyện với em con đó. Thì bây giờ con nói chuyện với má đi. Gọi má đi. Gọi má, má thương ha. Thôi,
À, thôi bây giờ nếu mà dạy khó quá thôi thì bây giờ má dạy bé làm đọc chữ nha. Ha, đọc chữ nha, chữ A nè, B, C. Hay đếm số đi ha. Đếm số nè. À, giơ một ngón tay là số 1. Giơ hai ngón là số 2. Ba ngón là số 3. Nè, bé làm tập theo má nha. Số mấy đây? Số 1 nè. Số 2. Số 3. Nè, nè bé làm thử nè. Bé làm giơ một ngón tay ra. À, đây là một ngón tay, đây là số 1. Giơ tiếp nè. Đây là số mấy? Số mấy? Số mấy con? Số 2, số 2. À, số 2 đúng không? À, số 3 đâu? Số 3 đâu? Đó, đúng rồi. Bé lành biết rồi đó, số 3 nè. Giờ con nói đi. Nè, nè bây giờ nè. À, nè má dạy ha. Nè, đây là giơ một ngón tay là số 1 nè. Đó, giơ hai ngón là số 2. Giơ lên, giơ lên. Đúng rồi. Ba ngón là số 3. Đúng rồi, bé làm giỏi quá. Giỏi quá, giỏi. Mặc sự bất công trước và sau không hề thay đổi. Con ơi, kể từ khi làm mẹ thì tình cảm ở đây đã bắt đầu. Và nghiệp vợ lớn quá. Hiền gì mà hiền quá mất vậy? Trước những ở ngoài đời á, không biết có vậy không ha. Bị á, người ta giật chồng rồi mà không có lên tiếng nữa. Đã vậy còn khóc lóc van xin chồng quay về. Tội nghiệp ghê vậy đó. Nhưng em biết tại sao không? Em còn nhỏ tuổi lắm, không có hiểu chuyện đời đâu. Đừng có vội mà nói vậy. Biết đâu á, bên trong bên ngoài nó khác nhau sao. Mình đâu phải là người bên trong đâu mà mình hiểu chuyện người ta. Nhìn là hiểu rồi chị ơi. Đâu cần phải bên trong hay bên ngoài gì đâu. Cái con quỷ cái này nè, nhìn mặt á là thấy ghét rồi. Thôi bộ trên đời này hết đàn ông rồi sao mà đi quen chồng của người ta xong rồi quay lại ghen ngược với người ta nữa. Em ưng một chồng một vợ. Cái này là tuồng cải lương, người ta đang diễn, đâu phải ngoài đời đâu. Sao mình nói em tham? Em á mà thấy nó ngoài đời á là em túm cái đầu nó hả, em đánh vô cái mặt nó đó. Đúng là cái con lẳng lơ, cái con hồ ly tinh gì đâu không á. Em mà có chồng á, đố nó mà bén mảng được đến chồng của em. Nhìn cái mặt á, nhìn cái ghét. Em chôn sống luôn á. Em cũng không chịu đâu. Nói ít lại tí tốt hơn đó. Ơi mà chị ơi, em tin á, ở trên đời này có công bằng á, dành giật cho giữ vô. Cuối cùng mày á, nó cũng quay về với vợ lớn đó thôi. Đàn ông nào cũng vậy thôi. Háo sắc á, hèm của lạ một thời gian thôi, cuối cùng chán chê rồi cũng quay về với vợ, với con. Lúc đó đó, cái con hồ ly tinh này á, sẽ biết thế nào là lễ độ. Ủa da. Ủa chị, em tác phạm chị hả chị, em xin lỗi. Trời ơi, xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Làm không lo làm lo nhiều chuyện không à. Ai là hồ ly tinh? Ai là hồ ly tinh? Ai là gái lẳng lơ? Hả? Mày có chồng á, mày giỏi mày nhốt chồng ở nhà đi ha. Đừng có cho chồng sống chuồng ra ngoài. Đi. Ủa chị, em không có lỗi lầm mày vậy. Nói cái gì mà nói. Đi, đi khỏi nhà tao. Từ đây sao đừng có tới cái khu này làm nữa chứ. Đi khỏi nhà tao đi. Đi. Thôi không sao đâu mà. Mà sao hôm nay anh hứa mà không về ăn trưa? Thì tại vì hàng nhiều quá, anh ở lại anh ráng anh làm á. Rồi xong anh thấy mệt quá, anh ở lại anh nghỉ luôn. Mà cho anh hỏi nè, ở nhà có ăn cái gì chưa đó? Ăn cơm trưa chưa? Chưa luôn hả? Trời ơi, thiệt tình luôn á, nhịn đói vậy luôn á. Rồi xong mà quạo quọ đúng không? Thôi đừng có quạo quọ nữa nha anh thương. Bây giờ á, bây giờ em vô em thay đồ đi ha. Rồi anh dắt đi ăn bò né nha. Nha anh thương, đừng có giận nữa nha. Đi vô thay đồ đi ha. Cục cưng của anh. Thôi đi vô thay đồ đi. Đi. Là bạn cho tôi hỏi cái ông chú nhà này đâu rồi? Dạo này ổng nhậu quậy dữ quá trời.
rồi nhỏ gái ổng hả, đưa ổng vô bệnh viện tâm thần. Con gọi bà nội đi con. Nghe lời má nè, nói bà nội, nói đi con. Con biết không, bà nội thương con lắm đó. Con mà gọi được hai chữ bà nội á, là nội sẽ rất là mừng. Ha. Nè, con nói chuyện bình thường như là con hay nói chuyện với em con vậy đó. Nên nè, con nói chuyện với em con sao thì con nói y chang vậy. Rồi, con nói bà nội đi. Bé nghe nè, con là chị hai đúng không? Thì con phải dạy cho em biết nói chứ. Con phải dạy em nói bà nội. Ủa, Tí Anh, hôm nay anh không ra ruộng hả? Mà sao á, cũng không ghé nhà ăn cơm. Đi đâu mất biệt cả ngày hôm nay à? Tôi đi Trà Vinh. Đi Trà Vinh? Đến nhà cậu của Tuyết á. Trời đất ơi, tôi đã nói là anh đừng có gây sự với người ta nữa mà. Rồi đến đó anh nói gì với người ta nữa hả? Có nói gì đâu, ổng đi rồi. Đi đâu? Vô bệnh viện tâm thần. Sao lại vô bệnh viện tâm thần? Tôi nghe người hàng xóm kể á, là không biết làm sao dạo này ổng nổi chứng lên, cái nhậu nhẹt vô rồi quậy phá lung tung. Rồi đứa cháu gái á, đưa ổng vô trong bệnh viện tâm thần rồi. Đứa cháu gái? Bé Lành nè, con nói đi, con nói chuyện với chú đi. Giờ chú đố con nha. Giờ bé Lành nhìn xuống đây nè, nhìn chưa? Đó, bé Lành thấy gì không? Con gì đang bơi bơi nè? Bé Lành nói đi, con gì vậy? À, hay là giờ chú Tí Anh hỏi em nha. Em ơi, em có biết con gì đang bơi ở đây không? Con cá. Giỏi quá ta, sao mới biết là con cá vậy? Đó, con thấy không? Con thấy em biết là con cá không? Vậy con nói đi. Con cá. Con cá. Cá con. Cá con. Hay là giờ chú Tí Anh đố con trái cây nha. Đố con trái này là trái gì? Trái gì đẹp quá ta? Trái gì màu xanh tròn tròn? để chú đố em trước nha. Em ơi, em biết trái này là trái gì không? Trái chuối. Wow, hay. Trời, công nhận em giỏi thiệt đó nha. Em biết trái này là trái chuối nè, mà đặng lẽ Hành là không biết trái chuối hả? Con nói đi, trái chuối. Chú đố em trước nha. Bé ơi, bé biết trái chuối ăn sao không? Lột vỏ, cắn một miếng. Wow, hay quá ta. Con nói đi, trái chuối. Giờ con nhìn miệng chú nha. Trái chuối thì mình ăn sao ta? Lột vỏ ra nha, lột hết ra nha, xong mình cắn một miếng. Con nói đi. Trái chuối lột vỏ có một miếng. Chú bự quá. Con nói đi. Trái chuối con nói đi. Trái chuối. Hay quá. Con nói đi. Trái chuối vỏ chuối. Trái chuối vỏ chuối. Con nói đi. Trượt té. Chú Bảy, mẫn gì vậy? Tao đang rải phân. Mày đâu vậy Tí? Con mới đi mua phân về. Con hôm trước con nghe nói là con bò của chú bị gì hả? Trời ơi, tao nói rầu quá mày ơi. Mấy bữa nay nó bỏ ăn, nó không ăn uống gì hết á. Vậy hả? Rồi giờ tính sao chú? Thì cũng chạy tốn kém biết bao nhiêu tiền, nó đâu có chịu ăn uống gì đâu. Vậy hả? Rầu muốn chết luôn đó. Trời, căng quá vậy. Bây giờ chú tính sao? Mà bữa nay nó ăn lợi rồi mày ơi. Nó ăn bạo lắm mày ơi. Trời ơi, ăn dữ lắm hả? Ăn dữ lắm. Hay quá vậy? Trời, chú chích thuốc gì cho nó mà hay vậy? Khỏi chích,
khỏi tốn tiền nữa. Tao trị mẹo, trị theo cái kiểu dân gian của mình đó. Là sao? Tao nói là đi mua một con bò mới, bỏ vô chuồng chuồng với nó. Mua con bò? Tao nói mày không hiểu gì hết hả? Dạ không. Là như vậy, tao nói tao mua một con bò nó ăn dữ lắm. Nó ăn ngày, ăn đêm. Ăn mà tao nhìn á, tao đứng tao nhìn tao thấy tao thèm luôn đó. Mà tao nói thiệt với mày á, nếu mày là con bò mày đứng kế bên mày cũng thèm nữa. Trời, chú, thì chưa đang nói con bò. Không, tao nói là cái con bò làm biếng ăn đó. Dạ. Mà đứng kế bên nó thấy con bò kia nó ăn quá, nó cũng phải ăn nữa. Trời ơi, hay quá hen. Vậy mà mình không nghĩ ra ta. Ê. Dạ. Cái đó đó là mẹo của thím bảy mày đó. Tao nói đàn bà nó có nhiều cái mẹo sâu sắc lắm mày ơi. À, con biết rồi. Là có nghĩa là chú đem một cái con bò ăn nhiều về, xong cái con kia nó sợ con này ăn hết cỏ cho nên nó mới tranh nó ăn chứ gì. Đúng. Công nhận hay thiệt á. Đó, thôi được rồi, con về nha. Cảm ơn thứ bảy nha. Thôi. Thằng này bò nó ăn được sao nó kiếm cảm ơn vợ mình là sao? Nè Lành ơi, Lành nè, bây giờ con nhìn miệng của má nha. Bây giờ má nói cái gì á thì con nói theo ha. Nè, nè, lá xanh. Nè, nhìn miệng má nè, nói theo nè. Lá xanh. Đó, đây, đây là lá xanh. Đây là lá vàng ha, lá xanh, lá vàng. Nói đi con. Lá xanh, lá vàng. Nè, đây, cái này dễ nói hơn nè. Đây là lá dừa. Lá dừa nè. Đó, dừa mà mỗi ngày á má chặt cho con uống đó. Đó, đây là cây dừa, đây là lá dừa. Lá dừa, nói đi con. Lá dừa. À đây. Đây là cái ao nhà mình nè, thấy không? Cái ao nói rất là dễ ha, cái ao. An. Cái ao. An. Tôi có chuyện này vui nè, nói nhỏ cho nghe nè. Trời ơi, tôi đang dạy bé Lành nói, anh không thấy hả? Thấy chứ, nhưng mà có chuyện này cũng có liên quan tới bé Lành chứ bộ. Tôi có cách này bảo đảm hả, làm cho bé Lành nói giỏi thiệt giỏi luôn. Cái gì? Chuyện biếng ăn của con bò chú Bảy nó có liên quan gì tới bé Lành đâu mà mày kể nó nghe làm chi? Trời ơi, có sao không có má. Má nghĩ coi, bé Lành nó ít nói là tại vì nó không có bạn để nói chuyện. Giờ má với An thử nghĩ coi, nếu như bé Lành á nó có một người bạn để mà nói chuyện, để tâm tình, con bảo đảm với má hả, sẽ khác liền à. Nhưng mà thường ngày em, anh và má vẫn thường xuyên nói chuyện với bé Lành đó thôi. Không phải. Em nghĩ đi, mình là người lớn mà bé Lành nó nhỏ xíu à. Nếu mà mình nói chuyện nó đâu có cái sự hòa hợp với nhau được đâu. Đó, giống như con bò của chú Bảy vậy đó. Đưa đi bác sĩ chích thuốc hay uống thuốc gì cũng đâu xin nhờ, đâu ăn nhầm gì đâu. Không lẽ mày muốn gỡ con bé Lành qua chuồng bò chú Bảy hả? Không phải. Ý con không phải vậy. Ý con nói là bây giờ ha, mình tìm một đứa nhỏ trạc cỡ tuổi bé Lành đó giờ, mà đặc biệt á là cái đứa nhỏ này nó phải hoạt bát thông minh và nó phải nói nhiều, thiệt là nhiều, nói từ sáng cho tới tối, thậm chí trong lúc ăn cơm nó cũng nói, trong lúc đi tắm nó cũng nói, và trong lúc mà nó ngủ nó cũng nói chung là nó nói cả ngày vậy đó. Đó. À, đúng rồi, đúng rồi, bác sĩ cũng có nói với con, nếu như mà bé Lành có anh chị em cùng lứa tuổi á, chơi cùng với nó thì bệnh tình của bé Lành sẽ được thuyên giảm rất là nhanh. Trời ơi, sao em lại không nghĩ ra điều này chứ? Em thấy anh giỏi không? Anh bảo đảm với em, con bảo đảm với má luôn. Chẳng bao lâu sau, bé Lành sẽ nói nhiều, thiệt là nhiều, như là líu lo như là một con chim non vậy á. Sau này nhà mình sẽ rộn ràng tiếng cười y như là ngày Tết vậy đó. Em cảm ơn anh. Hy vọng là sẽ đạt được kết quả như mình muốn. Ủa má, má sao vậy? Bộ cách này không hay hả má? Nhưng mà tìm đâu đứa nhỏ biết nói liên tục, nói hoài như thằng Tí nó tả vậy đó. Trời ơi, cái chuyện này nó là mò kim đáy biển vậy đó. Trời, tưởng gì. Má yên tâm đi, con sẽ tìm ra được chân mệnh thiên tử. Ba đang làm cái gì đó? Ba đang cưa cây. Cưa cây để làm cái gì?
Thì để ba đóng cái bàn. Đóng cái bàn để làm chơi. Thì đóng cái bàn cho con ngồi học. Học làm gì? Thì học để cho con biết viết chữ. Viết chữ làm gì? Viết chữ rồi để con biết đọc. Biết đọc làm gì? Đọc để cho con biết chữ. Biết chữ để làm gì? Biết chữ rồi để cho con biết đọc. Biết đọc để làm gì? Bà ơi bà. Bà ơi. Cái gì vậy anh? Bà làm ơn bà bứng nó vô để cho tôi làm việc cái coi. Con sao vậy con? Sao con quấy ba vậy? Thôi con đi vô đi. Để bà đóng cái bàn cho con. Đóng cái bàn để làm chơi. Để cho con học. Học làm gì? Học để con biết chữ. Biết chữ để làm gì? Biết chữ để con học. Học làm gì? Học để con biết chữ. Biết chữ làm gì? Trời ơi. Tôi kêu bà ra bà bứng nó vô. Tự nhiên bà hỏi nó gì để nó trả đi lời vô, hoài đó chưa. Đi vô con. Đi vô đó. Thấy chưa? À, con làm bà giận gì đó. Thấy chưa? Có thằng con à, mà không biết bị gì mà suốt ngày cứ hỏi hoài, lại nhãi không biết làm được gì hết, bực mình muốn chết á. Tranh thủ làm chúng thôi, nó ra hỏi là làm hết được luôn. Cũng may lại vô trong á, chứ nó đứng đây á không biết chừng nào mới xong cái bàn nữa. Đó. Bà đang cưa cây. Cưa cây để làm gì? Để đóng cái bàn. Đóng cái bàn chơi. Để cho con ngồi học. Học làm gì? Học để con biết viết chữ. Viết chữ làm gì? Viết chữ để cho con. Bay, bay bà, bay bà. Tôi kêu bà bước vô, sao tôi còn đây nữa, bước vô, bước vô. Vô con sao lại vậy? Đúng là đứa mình đang cần tìm ấy. À dạ, thú thiệt với chị là hổm rày á, tụi tôi cũng đi khắp nơi hết rồi. Nói chung là đầu trên xóm dưới chỗ nào cũng đi hết. Nhưng mà có điều là không có tìm được đứa nhỏ đúng như cái ý của mình. Hôm nay thì tôi thấy cô Ngỗng thấy cũng hợp với tụi tôi lắm. Dạ. Dạ, theo lời bác sĩ, nên cô Ngỗng nhà chị có thể là sẽ giúp được cho bé Lành nhà em. Dạ. Làm mẹ thì chắc là phần nào chị cũng hiểu được nỗi lo lắng của em hiện nay. Cho nên nếu được thì em mong chị giúp giùm cho. À, vậy là chị là dâu của bà Mười Nhân, đúng không? Dạ đúng rồi. Chỗ bà con đó nha. Ủa? Nhưng mà xa lắm. Hôm đám cưới cô mời có qua mời. Anh chị mắc kẹt công chuyện ở Sài Gòn á, không có đến được. À, nếu vậy thì hay quá. À, nếu vậy thì chắc chị giúp giùm tụi tôi cho cô Ngỗng qua bên nhà tụi tôi ở. Tôi bảo đảm với chị á là khi nào mà tôi đưa cô Ngỗng về đây là nguyên vẹn, không sức mẻ gì hết. Dạ. Cô Ngỗng, con có chịu qua nhà chú này chơi không? Cô Ngỗng nè, con qua nhà chú chơi đi. Nhà chú á, có nuôi mấy con cá đẹp, thiệt là đẹp. To ơi là to. Có bé Lành nữa nha. Cô Ngỗng qua bển chơi với bé Lành nha, vui lắm á. Bé Lành là con của ai? Của cô này nè. Cô này là gì của chú? Thôi khỏi trả lời. Anh chị mà trả lời nó hỏi ngược lại là tới khuya luôn vẫn chưa được về á. Chào anh. Dạ chào anh. Ủa ai đây em? Anh ơi, đây là dâu của cô Mười Nhân, bên xã Nhân Phú đó anh. Là bà con xa của mình đó anh. Cô Mười á, cô có đứa cháu nội bị nhắm mắt chứng bệnh chậm nói. Nên chị này nè muốn qua nhờ mình cho cô Ngỗng vào bển chơi chung để dạ theo lời bác sĩ khuyên á thì tụi em mới muốn tìm đến cô Ngỗng, tại vì em thấy cô Ngỗng hoạt bát nè, lanh lẹ, cho nên là nãy giờ thực ra là ở trong nhà tôi nghe hết trơn rồi. Giờ vậy anh chị muốn cái gì cứ cụ thể đi. Nếu mà anh đã nghe hết rồi thì hay quá. Không ấy anh chị có thể giúp giùm tôi là cho cô Ngỗng vào bệnh ở mấy bữa được không anh? Ông nhà tôi á, ổng thương cô Ngỗng lắm, quấn quýt tối ngày à. Giờ á mà cho cô Ngỗng vào bệnh mấy bữa đó, sợ ổng có chịu đâu. Dạ em biết chuyện này thì cũng khó, nhưng mà nếu được thì mong anh giúp giùm cho ạ. Hay là vậy nha,
À, không ấy là mỗi buổi sáng á, tôi qua đây tôi đón cô Ngỗng về bển chơi với ba Lành, rồi đến tối á, tôi chở cô Ngỗng về đây với anh chị nha. Vậy chị cho mắc công. Thật ra là vậy, tôi thương cô Ngỗng lắm, nhưng mà anh chị cho tôi nói chuyện với nó một chút. Dạ. Cô Ngỗng nè, bây giờ ba sẽ nói chuyện với con giống như là hai người bạn nói chuyện với nhau nha. Bây giờ ba có chuyện nhờ con giúp. Con qua nhà cô chú này ở đổ mấy hôm, nhớ là ngoan, đừng có làm ba mất mặt nha con. Mất mặt là gì ba? Thì mất mặt là gì, để khi nào con về ba giải thích nha. Thôi bà vào trong lấy cho con mấy bộ đồ đi. Em cảm ơn anh lắm à. Dạ. Thì ơn nghĩa gì, chỗ chồm sớm với nhau. Tôi chỉ sợ là cô Ngỗng không giúp ích gì cho bé Lành nữa. Dạ không, dạ không, có anh, được chứ. Tôi thấy cô Ngỗng rất là lanh lợi hoạt bát. Tôi nghĩ không cần lâu đâu, chỉ chừng một tuần thôi là bé Lành sẽ khác hơn lúc trước à. Khoan, anh chị cho tôi chia tay nó một chút. Con nè, con cho bà hôn một cái đó. Đi nhớ ngoan nghe chưa, nhớ nghe lời cô chú nghe chưa. Con đi còn có nhớ ba không, chứ ở nhà ba nhớ con nhiều lắm. Rồi, được rồi, đi qua nhà cô chú nhớ ngoan nha con. Ba. Có gửi cái núm vú cho nó không? Tối phải có cái núm vú thì nó ngậm nó ngủ mới được á. Con có núm vú không? Dạ có, em có lấy cho anh. Anh chị. Dạ. Anh chị nghe tôi dặn nè. Dạ. Cái này là quan trọng. Thằng cu Ngỗng là từ nhỏ đã thích ngậm núm vú rồi. Nó mà không có núm vú là cả nhà không ở ngủ được với nó luôn á. Dạ, tối phải cho nó ngậm nha anh chị. Dạ. À, anh chị bỏ túi đi, cái này quan trọng á. Em dạ. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dạ, thì xin phép anh chị. Dạ, xin phép anh chị. Dạ. Vậy tụi tôi về nghe. Cu Ngỗng đi nhớ dạ. Ba nha con. Cu Ngỗng. Mình giỏi nha con. Rồi. Tuần sau về nha. Rồi. Chạy cẩn thận coi chừng té nó nha anh chị. Dạ. Coi chừng lọt ruộng anh chị. Nó đi rồi, tôi được yên rồi, hốt tân rồi. Yên ổn rồi con mình đi, tôi được một tân yên ổn rồi. Yên ổn cái gì? Tôi sợ không có tới một tuần đâu. Ngày mai tao mang qua tao trả bây giờ nè. À, giờ chú chở con về nhà chú chơi với bạn nha. Chú nhà chú ở dưới xóm dưới á. Sao chú? Còn khoảng 10 phút nữa con. Mới gần bao lâu? 10 phút là 10 phút. Tại vì chú ăn cơm nhiều. Thì tại vì chú làm việc mệt cho nên chú mới ăn nhiều. Hả? Nhà bên kia mà, anh đi lố rồi. Anh quên, nãy giờ nói chuyện nó cái anh quên đường vô luôn á, để anh quay lại. Con thấy bé Lành chưa? Thấy bé Lành dễ thương không? Con nhớ nha, khi mà con xuất hiện á, con phải lên tiếng là để tạo cái sự chú ý của bé Lành. Sau đó, mở miệng ra cười. Nhá. Rồi sau đó còn tiến tính còn hỏi, nghe không? Hỏi gì chú? Thì hỏi bé tên gì? Nó tên gì? Thì con tính đó hỏi đi rồi sẽ biết. Lên tiếng đi. Em tên gì? Em tên bé Lành. Tại sao? Nói mà. Bé Lành cơm với cái gì? Với cá hộp. Bé Lành có hết đi chơi không? Anh dắt bé Lành đi chơi. Anh qua chơi cả tuần. Bé Lành có vui không? Bé Lành đang cầm gì đó? Búp bê hả? À? Búp bê mua đâu vậy? Em mua cho em. Em mua búp bê này lâu chưa? Em có kinh nó không? Búp bê dễ thương quá ha. Ăn cái đậu que nữa nè.
Tinh thần nó thoải mái quá trời. Nhìn trời ơi, nhìn chén cơm thấy ngon ơi là ngon. Sướng quá. Tự nhiên ăn cơm mà sướng quá. Trời, bữa nay thấy mình đẹp lắm nha. Rồi, ăn sớm xong tắm rửa sớm rồi mình đi ngủ sớm nha. Kỳ không nha? Kỳ đâu mà kỳ, tự nhiên thoải mái vậy. Trời chứ. Con Ngỗng về kìa anh. Con Ngỗng về kìa anh ơi. Con Ngỗng, con. Dạ, chào anh chị. Sao con về sớm vậy? Đi chơi với con con. Dạ, cô Ngỗng nó nhớ bà má quá cho nên tôi mới chở nó về đây với anh chị. Trời ơi, tội nghiệp không? Dạ. Con nhớ má lắm hả? Con nhớ ba không? Cô Ngỗng nè, hôm nay chú chở con về đây thăm ba má. Tuần sau chú qua chú rước con nữa nghe. Sao vậy con? Sao con không qua bển chơi mà con bắt chú đưa qua đưa lại? Tội nghiệp chú vậy con? Con hư quá à. Con đâu có đòi về đâu. Dạ thôi tôi xin phép. Dạ. Thôi đi vô con, vô con. Tôi hỏi đi, hỏi đi, cất đồ rồi ra làm cơm cho con ăn nha. Ba đang làm cái gì đó? Ba đang ăn cơm. Ăn cơm với cái gì đó? Ăn cơm với cá. Cá gì? Cá cờ lá xá 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 bạc má. Má dặn nè, con phải tập kêu ba nghe. Ba đi làm xa, mỗi lần mà ba về thăm con á, con phải chạy đến ôm ba, rồi con kêu ba, như vậy mới là ngoan, ba mới thương. Con hiểu không? Ba con thương con lắm á. Ba con còn thương các em nữa đây nè. Cho nên á, là con phải tập kêu ba, gọi ba, như vậy ba mới thương con nhiều hơn. Chứ hả, con mà không kêu ba là ba buồn. Mai mốt ba không có về thăm con, không có thăm em con nữa đó. Con nhớ chưa? Má đâu em? Tí anh chở má lên chùa rồi. Chắc cũng sắp về tới. Bác sĩ nói bé lành sao rồi em? Bác sĩ cũng có cho thuốc uống, nhưng mà dặn là gia đình cũng phải thường xuyên ở bên cạnh để tập cho bé nói. Tập từ từ từng chữ một. Lúc đầu thì nói ít thôi, rồi dần dần á, tập nhiều dần lên. À, bé lành, ba về rồi kìa con. Con kêu ba đi con. Nghe má nè, kêu ba đi, gọi ba thì ba mới thương ha. Con, kêu ba đi con. Ba. Kêu ba đi con. Thôi anh về. Anh cứ mua chầu cao cho má để trên bàn. Em cất giùm anh. Chồng mình đi ăn quán hải sản của chị Ngọc Lê nha. Ngọc Lê nào em? Chị Ngọc Lê vợ của anh Tân Chùa đó. À, chị mời hai vợ chồng mình, anh không nhớ hả? Ủa vậy hả? Ừ. Nghe nói bên bển có mấy món ăn mới ngon lắm, với lại có đờn ca tài tử hấp dẫn lắm anh. Vậy hả? Sao cứ vậy hả hoài vậy? Không thích đi thôi. Đâu có đâu, em thích là anh thích à. Vậy thôi anh vô tắm rửa đi, tí em vô em pha nước cho tắm liền nha. Ừ. Rồi, anh cũng mừng cho nó. Chứ nó lớn rồi á, mà nói không được thì tội nó lắm. À mà cái vụ hôm bữa mà tí anh bị bỏ thuốc vô rượu á, phải chi bé làm đứa nói chuyện á, thì biết người phá anh em á. Sao em không thay đồ rồi em nằm đấy em? Thôi em không đi đâu. Tự nhiên em mệt trong người quá. Mình khỏi đi nữa.
Sao? Thấy có mệt lắm không? Có cần đi mua thuốc không? Dạ không anh. À mà anh ơi, hình như bé Lành nó kêu được ba rồi phải không? Con gái kêu được ba thì ba phải mua quà thưởng cho con gái chứ. Để mai á, em đi ra chợ, em lựa cho nó một con búp bê thiệt là đẹp nè, thiệt là to nè. Chứ em thấy nó cứ ôm con búp bê cũ kỹ, xấu xí, dơ dái quá. Anh nghĩ chắc không được đâu em. Đó là em gái của nó đó. Cho dù em có mua con búp bê đẹp hơn, bự hơn, nó cũng không có chịu đâu. Nó hay tâm sự với em gái của nó lắm. Em không thấy là nó không thể nào xa rời con búp bê đó được hả? Đó là cái quý giá nhất của nó đó. Vậy hả anh? Nghe anh Nghĩa về nhà khoe, con gái kêu được tiếng ba. Trong giọng nói của anh ấy, hạnh phúc vui mừng lắm. Cô gặp tôi ở đây không chỉ để nói về chuyện này chứ. Sao vậy? Gia đình có niềm vui mà, cô không muốn cho tôi vui chung hả? Thiên thần thì đâu có cái tính ích kỷ như vậy. Vậy mà tôi cứ ngỡ, trong cô chỉ toàn là sự đố kỵ, ganh ghét, làm gì có đủ sự rung cảm để phân biệt được đâu là niềm vui, đâu là hạnh phúc. Chị nghĩ tôi tệ đến như vậy sao? Tôi hiểu mà. Trong mắt của chị, tôi là một người xấu xa, thủ đoạn, hèn mọn, là hiện thân của một quỷ dữ. Còn chị thì những từ ngữ cao quý luôn được dành cho chị. Nào là nhân từ, hiền diệu, cao thượng, và là hiện thân như một thiên thần vậy đó. Nhiều lúc tôi nghĩ là tại sao trên cuộc đời này thiên thần và ác quỷ không thể tách rời nhau mà luôn phải đối đầu nhau để giành giật một người đàn ông. Rồi tôi cũng nghĩ là có thể kiếp trước tôi và chị có an gia nghiệp chướng gì đó nên kiếp này chúng ta phải gặp nhau trong cùng một số kiếp. Đó là kiếp chồng chung. Nếu có kiếp trước, kiếp sau, tôi và cô cũng không bao giờ có chung một số kiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chung chạ hay là chia sẻ chồng mình với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Vậy thì chị buông tha cho anh Nghĩa đi. Chị sẽ thoát khỏi được điều chị muốn. Như vậy có phải tốt hơn không? Tội gì chị phải giành giật níu kéo. Cô không thấy là mắc cười hả? Đáng lẽ cái câu này phải là tôi nói với cô, chứ không phải là cô nói với tôi. Một người vợ đang hạnh phúc với chồng con của mình thì đột nhiên có kẻ khác nhảy vào nhà, ngang nhiên chiếm đoạt đi cái hạnh phúc đó. Rồi cũng chính kẻ chiếm đoạt đó lại lớn tiếng yêu cầu mình là đừng giành giật chiếm đoạt. Sao lại là giành giật chiếm đoạt khi đó là của mình chứ? Thực tế là tôi và anh Nghĩa yêu nhau. Chỉ tiếc là tôi gặp anh ấy quá trễ. Còn chị đừng có gì sĩ diện của bản thân mình. Chị buông tha cho ảnh đi. Tôi xin chị đó. Vậy sao cô không buông tha cho anh Nghĩa đi? Vì anh Nghĩa yêu tôi và tôi cần anh ấy. Tôi và chị khác nhau một điều là anh ấy không còn yêu chị nữa. Vậy chị níu kéo làm gì chứ? Vì bé Lành, tôi không muốn con tôi mất cha. Đó, mụ phù thủy đó thiệt là độc ác. Mụ phù thủy đó chuyên môn đi bắt cóc con nít về để ăn thịt. Trời ơi, ghê quá. Chú Tí sợ là mai mốt hả? Mụ phù thủy đó bắt cóc em của con đem đi ăn thịt luôn. Cho nên con phải bằng mọi giá, con phải cứu em của mình, biết chưa? Con phải chỉ cho chú biết mặt mụ phù thủy đó để chú Tí tiêu diệt mụ phù thủy đó. Hai chú cháu mình có nhiệm vụ tiêu diệt mụ phù thủy. À, bây giờ á, bé Lành nè, con có nhớ mặt mụ phù thủy mà cái đêm hôm đó bỏ thuốc vô chai rượu để mà hại chú với hại mẹ con không?
có phải cái người đó là người mà con biết không? Có phải cái bà đó hay đi chung với ba con không? Con có nhớ mặt bà đó không? Mặt bà phù thủy đó đó. Bé Lành nè, con phải ráng nhớ mặt mụ phù thủy đó nghe không? Bé Lành! Bé Lành! Bé Lành! Bé Lành! Anh đi làm nha. Dạ. Anh nè, nhớ ăn cơm đúng bữa nghe không? Còn cái đó đó là trà em nấu, nhớ uống cho hết đó. Không được uống mấy quán cà phê bậy bạ, chối nước là đau bụng chết. Biết rồi, anh sẽ ăn cơm bà xã nấu, nó uống nước bà xã nấu nha. Dạ, em biết rồi. Ông xã của em á là ngoan nhất nè. Thôi nhà anh đi làm nha. Tôi muốn nói chuyện với con. Chuyện gì? Chuyện gì thì vô trong nhà nói. Tôi không muốn vô nhà. Chẳng lẽ đứng đây nói chuyện? Tôi hỏi cô nè, có phải cô là người đã gây ra những cái chuyện gần đây không? Chuyện má bị đau bụng nè, chuyện bỏ thuốc vô chai rượu nè. Anh nói gì kỳ cục vậy? Cô đừng có nói láo. Chính cô làm chứ không ai khác đó đó. Cô đừng có hòng qua mắt được tôi. Cô nhìn thẳng vô tôi nè. Tôi đang hỏi cô đó. Cô dám làm sao dám nhận? Đúng. Tao làm đó là sao? Cô rất tiếc. Kết quả hôm nay không như tao mong đợi. Đáng lẽ giờ này mày phải ngồi trong nhà đá để mà suy ngẫm vì cái tội thài lai. Còn tố cáo đi, để coi ai tin mày. Mà sao cô độc ác quá vậy? Chuyên môn nghĩ ra mấy cái cách mà để hại người ta không à? Chính tụi bay đã dồn tao vô bước đường cùng. Không còn sự lựa chọn. Tao đã cảnh cáo tụi bay rồi mà. Nhưng tụi bay đâu có biết sợ là cái gì. Chưa hết đâu. Tụi bay chưa yên với tao đâu. Hãy chờ đó. Gian ở nhà thăm con nhiều, con á con nhớ ở nhà nghe lời bà nội nè, ngoan với bà nội nha, rồi ngoan với mẹ con nữa, nghe lời mẹ nghe chưa ha. Rồi ba đi làm kiếm tiền thiệt là nhiều, mua thiệt là nhiều quà cho con, mua thiệt nhiều đồ chơi cho con ha. À thôi chiều rồi, thôi ba về nha. Ha. Anh ở lại ăn cơm rồi hẳn về. Em nấu đồ ăn. Chắc thôi anh không ăn đâu em. Chắc Tuyết ở nhà chờ cơm anh á. Thôi ba về nghe con. Nha, ngày mai ba qua chơi với con ha. Anh đã hứa ha. Là anh phải qua đó. Nếu không con nó lại trông. Ừ, anh biết rồi. Thôi anh về. Nè bé Lành, buông ra cho ba về đi con. Ba về á rồi mai ba lại qua chơi với bé Lành mà. Nè không có hư nha con, như vậy là hư đó, không có khóc nè. Vô ăn cơm nha. Nha. Nè bé Lành, con không nghe lời má hả? Má dạy sao? Con nít á là phải nghe lời người lớn. Con phải để cho ba đi làm chứ. Không lẽ ba ở nhà ba chơi với con hoài sao? Ba đi làm á rồi mai ba lại về chơi với con mà. Ha. Ngoan nghe lời má nha con. Thôi anh, thôi, đi. Anh đi đi, ba không đi có sao con. Đâu. Con á như vậy nghe. Như vậy là hư đó. Rồi, bây giờ nè,
con ngồi đây ăn cho ngoan nha, để má vô má dọn cơm cho bà nội nghe. Con gái má giỏi lắm. Bé Lành nó ăn cơm đâu con? Dạ, bé Lành nó ngồi ở trong nhà ăn lắm á. Tại nó ăn đâu, nó ăn sao ăn? Mày ăn hết chén cơm đi rồi về coi có chết ai không. Con mời má. Anh ăn cá đi, em gỡ xương hết rồi đó, không có sao đâu. Má, vợ con đâu má, sao không cơm? Nó ở ngoài sao làm công quả. Làm công quả? Làm gì đó? Nghe ghét quá à. Làm gì vậy? Hả? Ủa? Sao ông xã về sớm quá vậy? Ông xã nhớ bà xã. Nhưng mà em chưa có làm cá cho anh ăn xong kịp nè. Giờ sao đây? Anh có đói bụng lắm không? Thôi, thôi. Anh ăn xương được mà làm chi? Làm vậy cực lắm. Thôi đi lên ăn với anh với má nha. Thôi mà, đợi em chút. Em sắp thôi xong mà, rồi. Thôi mà, đi lên ăn với chồng mà. Thôi, em muốn gỡ xương ăn... cho chồng mà. Thôi, lên ăn với chồng với má cho vui đi nha. Thương, chồng thương. Dở nhiên mà. Chỉ có con á, mới chịu khó. Chứ má, đời nào ăn không ăn thì thôi. Một con cá có mấy chục cái xương mà ngồi gỡ từng cái, trời ơi chắc là tới tối luôn quá. Dạ con gỡ ra để cho ảnh ăn ngon miệng anh hen. Thì đây cho em. Nó thích thịt chứ ghét cá lắm. Tối ngày á thì cứ thịt kho, thịt chiên, mua cá về có mình má ăn à. Bây giờ có vợ là chịu ăn cá rồi. Ăn thịt hoài á không có tốt đâu, ăn cá mới tốt. Anh không có ăn thịt hoài được, yên tâm. Từ này về sau có em gỡ cá cho anh ăn, đảm bảo không có bị mất xương. Con á, con chịu nó quá là nó hư á. Không có hư anh hen. Mệt quá à, má làm như là con tệ lắm vậy. Không, má ăn cơm đi nè, má ăn đi. Con mời má ăn cơm. Em mời anh, mời cả nhà. Con ăn đi. Dạ. Ngon quá trời ơi. Vợ nấu mà. Má ở đây mà. Chết rồi. Sao vậy anh? Anh chết rồi, em đã nói là anh không có ăn được cá thì thôi, từ từ ăn. Hết chưa? Hết chưa anh? Hết chưa?
Anh chưa ngủ hả? Anh đi đâu về trễ quá vậy? Anh tại vì anh làm thêm để cho kịp giao hàng cho người ta. Về hơi trễ quá. Sao ông chủ của anh lúc này bóc lột dữ vậy? Ăn uống gì chưa anh? Anh ăn rồi. Anh vô anh tắm nha. Sữa cho uống nha. Qua sao rồi, đánh bài ăn hay thua? Thua muốn gài luôn, thua ngày nè. Ba mươi tập thua nữa nè. Thua nó chặt heo quá trời luôn á. Hôm qua tôi về sớm lắm á, mấy ông còn ở lại chơi nữa hả? Không, nhậu. Cái gì nhậu? Này, nó ăn mấy đậu. Nhậu gì mà, nhậu cái gì? Nè, ăn phải của anh. Cái này của anh nhẹ. Anh uống nước. Sao phân biệt dữ vậy ta? Tôi cũng uống cà phê sữa mà. Mày không có cửa đâu, của Nghĩa đó. Ê, mấy nhỏ trong quán để ý tới mày á, chưa chồng ngon lắm á. Mày khùng người quá mày ơi. Láp có xàm, thôi mấy ông nó láp xàm quá đi. Tao uống lẹ đi cơ mà. Thôi được, vô đi. Ngon vô, vô. Mình đó. Nghe nói em pha cà phê sữa đá ngon lắm phải không? Chị quá khen. Ủa, nói vậy chị uống cà phê sữa đá hả? Chị đợi em chút nha, em vô em pha nha. Dạ, mời chị. Nhìn kỹ, gương mặt em rất là đẹp. Có người yêu chưa cưng? Dạ. Buôn bán dày, thanh niên tới lui nhiều, tha hồ mà lựa chọn.
Tội gì dướng vô đàn ông có vợ, khổ lắm đó. Cà phê nhiêu vậy em? Dạ 4.000 chị. Cảm ơn chị. Hình như là em thích xếp tiền hình trái tim để thối lại cho khách lắm hả? Nhưng mà nhớ, đừng có thối cho đàn ông có vợ. Về nhà vợ lục bốt, gây xào xáo gia đình người ta tội nghiệp. Mà chị nghĩ chắc em cũng đâu có muốn bị xấu mặt, bị đánh ghen này nọ, hay làm sùm chỗ làm ăn buôn bán hả? Chị quên giới thiệu với em, chị là vợ anh Nghĩa. Em đừng nói với chị là em không biết anh Nghĩa nha. Em làm ơn tránh xa anh Nghĩa 10 mét giùm chị đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách là chị không nói trước một tiếng. Gương mặt em rất là xinh đẹp, nếu mà bị trầy xước hay là bị một cái vết thẹo gì đó chắc ổn lắm ha. Em ơi, em phải nghe lời chị, không được nhảy lại không Công, không một đồ thị sẽ bắt em đi đó. Bà đồ thị xấu lắm, nhớ nha. Bây giờ em làm cái gì nha? Đây là giường của em nè, chị đắp cho em nè. Ngủ ngoan nha. Bây giờ em ngủ đây ngoan nha, chị sẽ đi mua đồ ăn cho em nha. Em ơi, em thức dậy chưa? Em đâu rồi? Sốt từ chiều tới giờ, miệng cứ ú ớ, nói phù thủy cái gì đó. Em thấy hình như nó bị hoảng loạn và sợ lắm. Em tìm thấy bé Lành ở đâu vậy? Em đi tìm bé Lành ở ngoài giường á, thì thấy nó nằm bất tỉnh. Em sợ quá, đưa nó vô bệnh viện thì nó tỉnh lại. Bác sĩ nói có lẽ nó đã gặp một chuyện gì rất là khủng khiếp, cho nên bị chấn động tâm lý. Vậy bây giờ làm sao? Bác sĩ nói không sao, cho uống thuốc, rồi dặn mình á là phải luôn túc trực bên cạnh, đừng có để cho nó một mình. Tất cả chuyện này cũng do anh mà ra hết. Sao lại do anh? Thì anh kể cho bé Lành nghe chuyện mụ phù thủy, rồi anh cứ theo anh gặn hỏi hoài là cái chuyện ai bỏ thuốc vô cái chai rượu. Rồi trời đất ơi, sao em dặn anh hoài à, mà anh không có nghe lời em. Em đã nói là anh đừng bao giờ nhắc những cái chuyện này trước mặt bé Lành nữa mà. Thì tại vì anh thấy là bé Lành dạo này nó biết nhiều thứ, với lại nói được nhiều từ rồi. Mà một phần cũng do anh nôn nóng quá. Nhưng bác sĩ nói là bé Lành có lẽ đã gặp một chuyện gì, một cái gì đó rất là khủng khiếp của hiện tại, chứ không chỉ là lời nói hay là chuyện đã qua. Nhưng mà chuyện gì là chuyện gì?
đi anh. Ủa anh Nghĩa, mày nói tao nghe thử coi. Bé Lành xảy ra chuyện, mày lại nghi ngờ là Tuyết, trong khi á Tuyết ở bên kia còn bé Lành ở bên này. Đây qua đó đâu có xa anh, hôm qua anh có đi làm không? Mày hỏi sao dư thừa quá vậy, thì ngày thường tao phải đi làm chứ. Thì đó, chính vì anh đi làm cho nên anh đâu biết hôm qua cổ làm gì, đi đâu, đúng không? Nếu mà cổ muốn á, chỉ cần xẹt một cái là xong thôi. Cổ là ma mà, đi đâu có chạm mặt đất đâu, đâu cần gì xe. Mày nói vậy là sao? Mày đã thấy Tuyết làm cái gì với bé Lành sao? Tôi không thấy. Không thấy tại sao mày nói chuyện này liên quan tới Tuyết? Thì tại tôi nghĩ là trên đời này không có ai biến thái bằng mụ phù thủy đó đó. Chính mụ đã làm cho bé Lành ra nông nổi này á. Còn mà làm như thế nào á thì chỉ có mụ mới nghĩ ra, mụ biết thôi chứ sao tôi biết. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Không có chứng cứ đừng nói tầm bậy tầm bạ vậy. Tuyết á làm chuyện vậy để làm cái gì? Đơn giản thôi. Tại vì bà sợ bé Lành biết nói thì sẽ nói ra, khai ra hết cái chuyện mà đêm hôm trước á, là lén bỏ cái thuốc kích thích vô chai rượu đó. Sao rồi? Sao anh có vẻ mệt mỏi quá vậy? Bác sĩ nói vài ngày sẽ hết, chắc không có sao. Ờ, vậy thì may quá. Ủa, mà sao kỳ vậy? Mới cách đây mấy ngày, anh nói với em là bé Lành nó đỡ hơn nhiều rồi. Sao bệnh nó dễ tái phát quá vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Thôi, anh vô tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Nhìn anh bơ phờ lắm rồi đó. Đi đi anh. Mà hôm qua em làm gì? Em đi đâu? Em ở nhà suốt, có đi đâu đâu. Mà có chuyện gì hả anh? À, không có gì. Thôi để tắm. Cô thích chơi những trò chơi ú tim và cảm giác mạnh lắm hả? Tôi nghĩ là cuộc đời này đã quá nhàm chán rồi. Đôi khi con người ta phải tạo ra cái gì đó mới mẻ để giúp cho người ta đỡ chai sạn, đỡ lười biếng. Là người lớn mà chơi trò hù dọa một đứa con nít chưa đủ sức chống đỡ, cô không thấy xấu hổ hả? Cô nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tôi phải thừa nhận là cô rất thông minh và khôn khéo. Chị đang khen tôi đó hả? Chẳng phải lúc nào chị cũng muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao? Chỉ có thiên thần thì mới có tấm lòng bao dung như vậy. Nhưng cô còn thiếu một thứ. Cái gì? Cô khôn nhưng lại không ngoan. Cho nên dù có tinh vi và khéo léo cách mấy cũng bị người khác thấy được cái đuôi của mình. Chị giỏi lắm sao? Nếu mà giỏi á thì đâu phải như vậy. Tôi biết chị hận tôi lắm, nhưng mà không làm được gì hết. Tội nghiệp, lỡ mang hai tiếng thiên thần rồi, nên đành nuốt cục tức, phải nói giọng cao thượng thôi. Tôi xin trả lại hai tiếng thiên thần đó cho cô. Từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình là thiên thần cả. Chỉ có cô tưởng tượng nên rồi áp đặt chuyện đó mà thôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ bị người ta cướp đoạt hạnh phúc của mình,
và là một người mẹ có đứa con đang bị người khác đe dọa. Nếu như cô ở vào vị trí của tôi thì cô sẽ làm gì? Sẽ nằm ôm con, trấn an con, cũng như là tự trấn an mình, thoát khỏi sự sợ hãi. Rồi đêm thì nằm co ro, khóc thầm, nghĩ về quá khứ, hy vọng một ngày mai quang đãng, chồng suy nghĩ lại, thương tình mà quay về với mình. Cô thích điều đó chứ gì? Tôi cảm thấy thương hại cho chị lắm. Nếu như không đủ bản lĩnh nữa thì buông xuôi đi. Cố chấp lì lợm làm gì khi mà mình không đủ sức để giữ điều đó? Cuộc đời này không dành cho những kẻ hèn nhát và nhu nhược đâu. Cảm ơn cô đã dạy tôi về cách sống ở trên đời. Thật ra trước đây tôi đã nghĩ đúng, chỉ sai là tôi đã đặt vào không đúng chỗ mà thôi. Đối nhân xử thế chỉ đúng khi mà người đối diện với người. Nhưng mà đối diện với tôi đâu phải là con người, mà là một con ác quỷ. Vậy thì chị làm gì đi? Làm gì với tôi đi? Đừng có làm tôi thất vọng nha. Tôi biết là cô thích bày trò và đem người khác ra tiêu khiển để lấy đó làm vui. Nhưng mà cứ chơi mấy cái trò ném đá giấu tay, mờ ám sau lưng chỉ làm cho cô thêm hèn hạ mà thôi. Nếu có giỏi, sao không đối mặt mà chơi một trận cho ra trò? Đến lúc đó sẽ biết là ai hơn ai. Sao? Chẳng lẽ cô chỉ quen chơi những trò ném đá giấu tay thôi à? Cô có dám cùng tôi chơi một trò chơi cuối cùng này không? Sợ cô hả? Cô muốn chơi trò gì? Con Tuyết này chưa bao giờ thua ai. Cô nói đi. Chưa gì mà tôi thấy cô có vẻ sốt ruột rồi đó. Cứ chờ đó. Tôi và cô sẽ cùng chơi một trò chơi mà cô chưa bao giờ được chơi. Đứng lại. Cô muốn chơi trò gì? Cô nói đi. Khi nào thì trò chơi bắt đầu? Để coi giữa tôi và cô ai giành được người đàn ông. Ồ, xin lỗi, có lẽ là cô đã lầm. Tôi làm chuyện này không phải vì mục đích chiếm đoạt hay là giành giật gì giống như cô đâu. Vậy chứ cô muốn gì? Muốn gì mà lại thách tôi chứ? Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một thiên sứ mà thôi. Thiên sứ? Thiên sứ là cái gì? Thiên sứ là cái quái quỷ gì tao không cần biết. Cô thì làm sao mà hiểu được hai chữ thiên sứ? Cô mãi mãi không bao giờ hiểu được hai chữ thiên liêng đó đâu. Chào cô. Đứng lại. Đứng lại. Mày, mày chưa nói hết mà mày đi đâu vậy hả? Mày đứng lại đó. Tao ghét nhất, tao ghét nhất là cái kiểu nói lấp lửng của mày. Cái nụ cười nửa miệng của mày, cái ánh mắt khinh khỉnh của mày, như là thấu tâm can của người khác hả? Mày có giỏi, mày có giỏi thì đâu bị tao giật chồng. Có giỏi thì đâu phải khổ như ngày hôm nay hả? Mày đứng lại. Đồ chết tiệt, đồ thiên sứ chết tiệt. Mày đứng lại. An đâu phải là cái hạng người đó đâu mà chơi với mụ ta. Muốn thắng đâu phải là chỉ cần làm những chuyện xấu xa đó. Nhưng mà em biết là anh lo cho em, nhưng đã đến lúc em phải chứng minh cho cô ta thấy em không phải là người dễ bị ăn hiếp. Nhưng mà An làm điều đó để làm gì? Mụ ta làm á là tại vì muốn chiếm đoạt anh Nghĩa. Còn An, chẳng lẽ... Trời ơi, em cũng phải làm. Sao nó lại ra như vậy? Anh hiểu rồi. Mụ phù thủy đó, mụ ta nghĩ là làm điều này để khiến cho bé Lành hoang mang hoảng sợ, để quên hết cái chuyện đêm đó. Quần khốn nạn mà. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao mà em lại thách thức cô ta. Đó là bổn phận, trách nhiệm và là tình thương của một người mẹ muốn bảo vệ con mình. Gì em? May quá gặp anh trên đường, anh mới đi làm về hả? Anh gửi chị Tuyết cái áo giùm em nha.
Tuyết mới may đồ mới hả em? Đâu có, cái áo này của chị cũ rồi, em mượn chị đi ăn cưới bữa hôm trước. Ủa, mày hôm qua đó mượn Tuyết hồi nào vậy? Dạ hôm kia, tức là không phải hôm qua, bữa hôm thứ ba đó anh. Em qua buổi nào? Dạ buổi sáng hôm kia. Tại vì em buồn quá nên em qua chị á, em coi phim bộ với chị. Hai chị em mê phim bộ, coi đến chiều tối luôn. Tại em thấy chị Tuyết buồn quá, chị năn nỉ em ở lại, nên em ở đó nguyên ngày, tới chiều tối em mới về. Chú trả 4 đồng 8 một dạ, mình nay 5 đồng, chú nói lộ chú không mua. Bữa nay nó lên tới 5 rưỡi, nghỉ thiệt là khoái. Phải hôm trước mình bán là mất. Bà xã, bà xã rồi. Xã ơi. Dạ. Bị cây tổng, sao thầy biết lúa lên giá mà thầy giữ lại. Rồi. Nói, trời ơi, đi làm về bụi bặm không à, không tắm rửa đi mà hôn em. Cho anh hôn cái cô. Nhiều khi hay không bằng hơn. Anh xin lỗi em nha. Ủa, làm gì có lỗi mà xin lỗi em? Sao nay anh lạ quá vậy? Anh đâu có dám làm gì có lỗi với em đâu. Thiệt không đó? Nè, cái ba làm móng gửi cho em cái áo nè. Còn nhiều mà. Ủa, là sao? Thì nó định qua đây nó đưa em, nhưng mà nó gặp anh giữa đường rồi. Nó đưa anh, gửi anh đem về cho em luôn. Con nhỏ thiệt tình. Thấy nó lanh chanh vậy chứ tính nó dễ. Độ tăng lên tại Bắc Bộ và mưa rông vào chiều tối ngày hôm nay. Một dãy thấp mờ có trục tây. Anh nghe anh Hiền thấy mờ, sao mà ghen chị? Hiền nhưng mà cọc tánh, hay đa nghi lắm. Ủa gì hả chị? Ừ. Bé ba. Dạ. Chị tính nhờ em chuyện này nè. Chuyện gì vậy chị? Lại đây chị nói nghe. Ủa, sao phải nói vậy chị? Em sợ em không nói được quá. Rồi anh biết á, anh không cho em tới đây thì sao? Mà yên có tâm. Chuyện gì vậy chị? Yên tâm, sao mà anh nghĩ biết được. Nhưng mà hôm qua chị đi đâu, sao phải nói vậy? Em thấy rồi đó, chị có đi đâu bao giờ đâu. Rú rú ở nhà suốt cả ngày vậy đó. Nhưng mà tại cái tính anh Nghĩa á, anh hay ghen, anh hỏi này hỏi nọ vậy đó. Với lại em nói dối mà giúp giữ được hạnh phúc cho chị thì là nói dối tốt chứ có sao đâu ha. Dạ. Nè, tí nữa vô trỏng thích cái áo đồng nào chị cho mượn nha. Dạ chị. Em ơi. Dạ. Má, ăn trầu hả má? À, má ăn trầu con. Má làm đâu rồi má? Nó với má nó ở ngoài sau nhà. Dạ. À, tí anh. Gì vậy má? Dạo này á, má thấy con An á, nó làm sao sao đó. Cứ ngồi trầm tư một mình và nhìn mặt nó nè, lạ lắm. Không có gì đâu má. Có mà, hình như nó đang suy tính chuyện gì hệ trọng lắm. Trời ơi, từ đó đến giờ á, An Hiền như cục đất á, có suy tính gì đâu. Thôi, má đừng lo nữa nghe. Con tin mắt á, ngó giùm má, có gì á, thì nói cho má nghe. Chứ má thấy lo lo, rủ nó nghỉ quẩn thì khổ cho bé lành. Mà cũng tại cái thằng Nghĩa, nó nói ra những lời quá đáng, ai mà chịu nổi. Lúc nóng giận mà má, đâu có ai kiềm chế được. Với lại những lời không nên nói cũng đã nói rồi. Má thiệt khổ tâm, khi thấy con An nó buồn khổ, má cũng không biết tính làm sao. Làm được gì mà để giúp nó thì má làm liền nha. Má giúp được á,
nhất làm sao con? Có được không con? Được. Cái này người ta gọi là mỹ nhân kế. Chồng quê quá hả? Cái này người ta gọi là khổ nhục kế. Chứ tao mỹ nhân gì nữa? Không phải mỹ nhân kế. Cái thằng này. Con lành nó ngủ rồi hả con? Dạ, vừa mới ngủ tức thì đó má. Nó cứ chập chờn suốt, làm con không có đi đâu được. À, má buồn ngủ chưa? Để con vô giăng mùng cho má ngủ nha. Má chưa buồn ngủ. Từ hồi thằng Nghĩa nó sanh tật, đâu có đêm nào má ngủ được giấc ngủ yên. Hễ nằm xuống thì nhớ tới chuyện này. Con có buồn má không con? Má, sao con lại phải buồn má chứ? Má thấy mắc cỡ với con. Làm cha, làm mẹ, đâu có ai muốn dạy con mình sống bạc tình, bạc nghĩa như vậy. Có nhiều đêm má suy nghĩ, có phải má bị trời đày hay không? Mà đến tận tuổi này, vẫn còn phải lo cho con cái. Má không có lỗi gì hết. Con mới là người có lỗi. Con là một người vợ không tốt, nên chồng mình mới bỏ mình để theo người phụ nữ khác. Con nói vậy, má thấy áy náy ở trong lòng lắm. Cũng tại thằng con của má, nó đèo bầm sanh tật, chứ đâu phải lỗi tại con. Bây giờ, điều mà má tâm nguyện, trước khi nhắm mắt, má thấy được vợ chồng tụi con hạnh phúc như trước đây. Má không ngờ cái thằng Nghĩa nó thay đổi đến như vậy. Lúc nhỏ, má kêu nó đứng, nó đâu dám ngồi. Má kêu nó dừng, nó đâu dám chạy. Còn bây giờ, nó không nghe lời má nữa rồi. Nhanh nhanh lên chút em ơi, đi trễ trời nắng là mệt lắm á. Dạ dạ, em xong rồi nè. Anh ơi, lát nữa nhớ ngừng ở chợ em mua trái cây với nhang đèn cúng bà. Ủa, chết, em quên rồi. Quên gì vậy? Em quên đem theo cái bao tiền mà hồi trước em vay của bà đó. Hôm nay phải đem theo trả, không mấy là bà không có phù hộ đâu. Đợi em tí nha, nhanh lắm. Ủa, anh Nghĩa, anh đi đâu vậy? Tao đi chùa, có gì chạy sớm vậy, có chuyện gì không? Má nói tôi qua kêu anh về bệnh gấp để chở má đi bệnh viện tái khám. Sao mày không chở đi? Tôi cũng tính vậy mà má không chịu, má nói qua kêu anh. Tình má này kỳ ghê luôn á nha, ai chở mà không vậy? Trời ơi, hôm qua tối qua má đau dữ lắm nha, cho nên sáng nay má mới kêu tôi qua kêu anh đó. Ủa má đau sao vậy? Má lăn lộn cả đêm luôn, đau dữ lắm, mà nhìn thấy má hốc hác lắm nha, yếu lắm. Anh nên về bển coi má làm sao. Lúc mà má đang đau vậy á, mình đưa má đi khám dễ chẩn đoán hơn. Nhưng mà không sao đâu, đi chùa thì mai mình đi cũng được. Đi đi anh, về bển nhanh đi, má đợi đó. Vậy thôi anh đi về bển, mình đi chùa trễ chút nha, anh về liền ha. Đi.
có đau lắm không? Sao má không nhờ tí anh nó chở đi rồi sáng sớm? Tao đâu phải là má nó, mà nó không phải có cái bổn phận đó. Thì má nhờ nó chút xíu được mà. Mấy cái chuyện này hồi trước giờ nó má nhờ nó được mà. Nó ở gần đó, nó lẹ tay nhanh chân con. Có con cái mà sao nhờ người chứ? Tao ngại lắm. Má nói gì kỳ vậy? Tí anh chứ không phải ai xa lạ đâu mà người dân. Nếu mày không chở má thì để má bệnh chết luôn đi. Thì bây giờ không chở nè. Bệnh má ghê á. Bảo là con nói má hờn, má giận, má nói lẫy à. Mai mốt có chuyện gì má cứ kêu con. Ủa anh, má làm sao rồi anh? Có nghiêm trọng lắm không? Mà sao anh đi lâu quá vậy? Thì bác sĩ nói là phải chờ theo dõi mấy ngày mới có kết quả. Ủa mẹ em ăn uống gì chưa vậy? Thì em tưởng anh đi chút xíu rồi về. Ai về? Thôi anh xin lỗi. Ờ mà thôi. Anh xin lỗi, đừng có giận anh nữa nha. Mà thôi trễ quá rồi. Hay ngày mai mình đi ha. Thì thôi ngày mai đi cũng được chứ sao. Ủa mà anh ăn uống gì chưa? Thôi đi vô đi, em nấu mì cho ăn đi. Thôi khỏi đi, anh ăn với má rồi. Hôm nay về nhà ăn cơm với vợ với con có ngon không anh? Ngon gì đâu ngon em. Anh ăn cho má vui thôi mà. Em chọc anh thôi. Chứ ăn ở đâu cũng được. Với lại hôm nay ở nhà em cũng đâu có nấu cơm đâu. Anh ăn ở bển là đúng rồi. Hôm nay ông xã ăn món gì nè? Thì anh ăn canh chua cá lóc, cá bóng dừa kho tộ. Ủa? Anh đâu thích ăn cá đâu. Thì anh ăn cho má vui thôi mà. Nay bé Lành đỡ chưa anh? Bé Lành nó cứ cúi mặt, không có nói với ai lời nào hết á. Ủa vậy còn An? An có nói gì không anh? Ủa nói gì là nói gì em? Ủa vậy hai người không có nói chuyện gì suốt bữa cơm hả? Không, anh thì anh chỉ nói chuyện với má anh thôi à. Còn An thì nói chuyện với bé Lành. Vậy là gia đình hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Trời ơi, hạnh phúc gì em. Thôi ngủ sớm đi anh. Mai còn đi chùa sớm nữa đó. Ừ, thôi anh ngủ, em cũng lên ngủ luôn đi em. Dạ. An, thật sự mày muốn chơi trò gì đấy? Thật sự trò chơi mày muốn chơi là gì đấy? Tao rất hiếu kỳ để coi mày muốn giỡn trò gì với tao. Ôi! Anh Nghĩa, má kêu gì gấp? Có chuyện gì vậy? Má mới đi khám bệnh ngày hôm qua mà. Tôi đâu biết đâu, má kêu qua nhắn anh về gấp thì tôi kêu thôi. Mà anh về bển đi, má nói gì đó nghiêm trọng lắm. Thôi, không may anh chạy qua bển coi má làm sao. Chắc cũng có chuyện gì nên má mới nhắn gấp như vậy đó. Còn em? Thì anh chở em về nhà chứ làm sao. Thì còn đi chùa làm sao? Thôi, em cũng hết muốn đi rồi. Em vô nhà trước đi. Có chuyện gì chắc không lâu đâu. Anh chạy bển cái anh về liền. Ngoan nha. Anh khỏi lo cho em. Anh qua bển lo cho xong chuyện má nhờ đi. Em vô nhà đi. Anh về liền. Thì anh cứ đi đi.
Em vô nhà đi. Đứng đây tao bắt cóc rồi sao? Trời ơi, giờ này mà còn giỡn nữa. Má đợi kìa. Đi đi. Thôi đi nha. Tao cũng chóng mắt chờ coi tụi bay còn trò gì hay hơn mấy cái trò con nít này. Ủa có chuyện gì quan trọng lắm sao? Má kêu tí anh kêu con về gấp quá vậy? Có gì đâu. Má nói là hôm nay khi nào quẩn kêu con về má nói chuyện. Chưa có cái gì gấp đâu. Thiệt tình cái thằng luôn á. Có chuyện vậy thôi mà nó làm giống như là nhà cháy tới nơi vậy. Thôi không có chuyện gì thôi con về. Cái chuyện này không gấp. Nhưng mà con đã về rồi á thì đi với má. Ủa? Đi đâu vậy má? Chở má lên thị xã. An ơi, coi chừng nhà, má đi thị xã với thằng Nghĩa nha con. Dạ. À, đi con, đi. Má. Đi, mau, mau, mau. Mau đi con, mau. Ủa An. Tí anh. Hả? Anh có thấy ai chạy ra không? Có. Ai? Thanh Nghĩa mới vừa chở má ra đó. Không, em nói là người lạ. Người lạ hả? Ờ. Ờ có. Nãy thấy có người đàn ông đội nón lụp xụp đi ra. Mà sao ổng đi lẹ lắm, giống như là chạy trốn ai vậy đó. Ổng tìm. Giữ bé Lành giùm con. Đừng cho bé Lành chạy ra ngoài nha má. Con đi đây một chút. Con đi đâu? Mà có chuyện gì không? Dạ không có gì đâu má. Ông muốn tìm ai?
ông có quen với tôi không? Sao lại theo dõi tôi? Tôi và chị không quen nhau. Nếu không quen nhau, vậy ông theo dõi tôi với ý đồ gì? Tôi và chị có chung một kẻ thù. Kẻ thù? Đúng. Ông nói gì tôi không hiểu. Người đàn bà đó làm cho gia đình của chị điên đảo, tan nát. Người đàn bà đó không còn là tính người nữa. Chị không phải là đối thủ của cô ấy đâu. Nếu tôi là chị thì tôi sẽ khôn ngoan hơn. Tuyết à? Tôi có thể giúp chị để giành mặt người đàn bà đó, để chồng chị thấy rõ bộ mặt thật gian trá xảo quyệt của cô ta. Với điều kiện chị phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Chị không được mềm lòng và không được chùng tay. Vì chỉ cần một chút chần chừ, tôi và chị sẽ không còn cơ hội đó nữa. Chị cứ suy nghĩ và nên nhớ, tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đi đi đi. Đi đi. An. Ờ, tí anh. An sao vậy? Sao mặt mày tái mét vậy? Ủa, mặt em tái lắm hả? Ừ, thôi lên xe đi tôi chở về. Trời, tới cửa rồi còn chở gì nữa. An, em làm gì mà như người mất hồn vậy? Tí anh, có chuyện này em chưa thể nào lý giải được. Chuyện gì? Người đàn ông rình rập ở nhà mình mấy bữa rày em đã gặp được rồi. Trời, cái gì mà như phim trinh thám hình sự vậy? Giờ này mà anh còn giỡn được nữa. Từ khi gặp người đàn ông đó, em cứ ám ảnh hoài. Không biết những chuyện anh ta nói với em đâu là thật, đâu là giả nữa. Nhưng mà cái người đàn ông đó khoảng nhiêu tuổi? Anh ta không già lắm, nhưng em không nhìn rõ mặt anh ta. Tại vì khi nói chuyện với em á, ảnh cố tình cúi xuống che hết mặt. Vậy anh có tin ổng không? Em không. Nhưng mà Tuyết có ghê gớm gì không? Có thể lắm chứ bộ. Tại vì An đã thách thức mụ phù thủy đó rồi, cho nên mụ phải ra tay trước để hạ thủ chứ. Em không nghĩ vậy đâu. Người này tuy có cái gì đó không minh bạch, nhưng mà trong giọng nói của anh ta nghe không giống kẻ tiểu nhân chuyên làm chuyện hại người. Với cả em cảm thấy anh ta có một cái gì đó uất ức dồn nén, và giống như đang chờ một dịp nào đó để rửa hận vậy. Ê, từ từ nha. Cái chuyện này nó có thể giúp được An, nhưng mà nó cũng có thể hại An nếu như cái này là cái bẫy của Tuyết. Bây giờ điều trước tiên á là An phải bình tĩnh để nhận ra sự việc ha. Trước tiên á, mình phải đặt tên cho người đàn ông này là người đàn ông bí ẩn. Nhưng mà An có tính gặp người đàn ông bí ẩn này một lần nữa không? Theo anh, em có nên đến gặp anh ta lần nữa không? Nên, mình nên đi để biết cái sự thật là như thế nào. Với lại nhiều khi qua chuyện này á, An với anh Nghĩa biết được bộ mặt thật của Tuyết á. Anh nghĩ là em nên đến gặp anh ta hả? Nên chứ. Không, anh nghĩ là em nên đi với anh.
em đi đâu vậy? Trời ơi, anh kêu em đứng ở chỗng mẹ em chạy ra đây làm chi? Kêu đừng có nhìn ra đây, cũng ráng nhìn ra đây. Rồi người ta thấy vậy sao người ta dám lại nữa? Anh nói em hoài mẹ không có chịu nghe. Đi vô chỗng đi vô chỗng lẹ giùm anh đi. Ảnh đến và đi rồi. Không đợi đâu, sao anh không thấy? Đứng sau lưng anh, sao anh thấy? Thấy ghê vậy? Chắc là thấy anh núp nên ảnh không xuất hiện nữa. Vậy giờ sao em? Ra bà bán xăng ở ngoài lề đường á, hỏi coi anh ta có nhắn gì không. Ủa, cái bà đó quen hả? Bà ta nói không quen, nhưng vì người đàn ông đó nhờ, em có muốn nhắn gì á thì cứ để bà ấy nhắn lại. Ủa sao kỳ vậy ta? Thằng cha này cái hành tung bí ẩn thiệt đó nha. Giống như là sợ ai truy tìm tung tích của mình vậy đó. Vậy là thằng chả sợ tuyết chứ không phải tuyết sợ thằng chả. Thằng ông con trai gì mà sợ đàn bà con gái, còn làm ăn được gì nữa, nghi lắm á. Thôi anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cứ ra đó hỏi bà bán xăng ngoài lề đường coi anh ta có nhắn gì không. Đi lên. Mắc cười quá nè. Vậy anh làm cái gì cứ cười hoài vậy? Trời, em không nghe bà bán xăng mới nói hả? Chả nhắn lại với bà bán xăng á, chả tưởng anh là công an hình sự. Anh mà là công an hình sự dễ gì để cho thằng khứa qua mặt vậy, đúng không? Nhưng mà tại sao người này lại sợ công an? Không lẽ anh ta có dính dáng gì tới pháp luật? Ý An nói là thì người có tiền án, tiền sự hoặc là bị lệnh truy nã mới sợ công an. Rất có lý. Trời, thấy ghê quá. Vậy mà hồi nãy á, chả đứng sau lưng thấy anh đang rình hả? Ghê quá à. Cũng may mà khứa không ra tay nha, nếu không á anh không còn đứng đây nói chuyện với em luôn á. Đó là em đoán vậy thôi, chưa chắc đúng mà. Chưa chắc đúng nhưng mà có lý chứ bộ. Nhưng mà khứa có nhắn gì nữa không? Thì anh ta có nói là nếu em không muốn anh ta sẽ tự mình làm chuyện này. Em nhớ lần trước anh ta cũng nói câu tương tự. Nói gì? Nói là nếu em không đến gặp anh ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Ý anh ta là sẽ gặp Tuyết hả? Dạ. Anh ta còn gằn giọng, vẻ căm thù, nói là con đàn bà đó trước đây đã làm hại anh ta,